chiều 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cố ý gây yêu mến tích xảy ra trong lúc tranh chấp đất lâm nghiệp và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phượng 1973, 21 năm tù, Nguyễn Văn Hoàng 1989 và Nguyễn Văn Hiệp 1992, cùng trú tại xã Tám, xã Y Bung, huyện Y Súc, tỉnh, cùng 20 năm tù, Dương Văn Hiến 1989 và Dương Văn Huấn 1984, cùng trú tại xã Một, xã Gia Tờ Mốt, huyện Y Súc, 19 năm tù, Nguyễn Trọng Tố 1987, 18 năm tù, Nguyễn Văn Thủy 1992, 14 năm tù, Hà Văn Pha 1977, cùng trú tại xã Y Bung, huyện Y Súc, 15 năm tù cùng về tội giết người và cố ý gây yêu mến tích. Theo cáo trạng, năm 2010, anh Nguyễn Duy Điển 1997, trú tại ấp Mỹ Hương, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, mua 9,5 hecta đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 263 xã Y Bung, huyện Y Súc, của anh Trương Quang Tuấn trú tại xã 14, xã Y Lê, huyện Y Súc, với các mức 314 triệu đồng, hai bên viết giấy tay mua bán với nhau. Từ khi anh Điển mua đất của anh Tuấn cho đến năm 2015, không xảy ra tranh chấp. Thế nhưng, đến năm 2016 thì xảy ra tranh chấp đất giữa anh Điển với Đặng Văn Hà tên gọi khác là Đen, 1971, trú tại xã Chính, thị trấn Y Súc, huyện Y Súc và một số người khác. Lúc này, anh Điển đã viết giấy tay giao đất cho Phạm Thị Phượng mượn để trồng cây và nhờ Phượng giữ đất. Từ đó, Phượng trồng và thu hoạch được một vụ lúa trên một phần diện tích đất mà anh Điển cho mượn. Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa. Ngày 5 tháng 12 năm 2017, đàn ông của Phượng là Nguyễn Văn Hoàng dùng máy cày săn cũ phần đất còn lại thì bị đàn ông Hà là Đặng Văn Sơn 1997, trú tại xã Chính, thị trấn Y Súc, huyện Y Súc, dùng dao chém, gây yêu mến tích 5%. Khoảng 9 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2017, Đặng Văn Sơn, Đặng Công Báo 1981, Vũ Hồng Phong 1968, cùng trú tại thị trấn Y Súc, huyện Y Súc, chỉ dẫn xe cày vào cày xới đất trên diện tích 9,5 hecta tại tiểu khu 263, xã Y Bung mà Phượng đang canh tác. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, phát hiện sự việc, hai đàn ông của Phượng là Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hiệp cùng anh kết nghĩa là Dương Văn Huấn rời khỏi ngăn cản. Lúc này, Hoàng nhận ra Sơn chính là người đã cầm dao chém mình. Hoàng lấy con dao rượt trên xe mô tô của Sơn đang dựng gần đó chém trúng tay trái của Sơn. Biết được sự việc, Hà Đen rủ thêm 4 người khác mang theo dao, mã tấu, gậy, súng tự chế đi vào nơi xảy ra tranh chấp. Khi đi ngang qua lán trại của Phượng, nhóm Hà Đen giơ tay báo cho nhóm Phượng biết. Đến khu đất đang tranh chấp, Hà Đen bảo anh Phong nổ máy cày để nối tiếp cày đất. Thấy nhóm Hà Đen có ý khiêu khích và nối tiếp cày đất, Phượng đã gọi máy tính bảng cho chỉ dẫn công an xã Y Bung, chỉ dẫn ủy ban nhân dân xã Y Bung, trực ban công an huyện Y Súc để trình báo sự việc bị nhóm Hà Đen đến cày đất của mình và đề nghị giải quyết. Đến khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2017, có khoảng 30-40 người dân cả nam và nữ mang theo hung tàn khí như cuốc, xẻng, gậy gộc, đến đứng rải rác ở khu vực sân trước lán trại của Phượng. Tại đây, họ thấy nhóm Hà Đen đang cày đất của Phượng nên bàn tán, tìm cách đối phó với nhóm Hà Đen để giúp gia đình Phượng giữ đất. Lúc này, Phượng từ trong nhà rẫy rời khỏi nói với mọi người đang tập trung trước nhà mình, tất cả mọi người phải bình tĩnh, đầu tiên phải giải quyết bằng lời, nếu họ đánh mình thì mình đánh trả. Sau đó, một số người tản ra xung quanh lán trại của Phượng tìm và chuẩn bị hung tàn khí. Khi nhóm người của Phượng đi đến mảnh đất mà nhóm Hà Đen đang cày, trên đường đi có nhiều người thanh nữ hô to, quân cướp đất, đánh đội quân cướp đất đi. Thấy vậy, nhóm Hà Đen nhảy lên thùng ô tô tải và xe máy cày cầm dao, mã tấu, gậy đứng chờ. Khi nhóm Phượng tiến đến cách khoảng 2-3 mét, Đặng Công Hải cầm súng chỉ lên trời bóp cỏ. Ngay lập tức, người trong nhóm Phượng cầm hung tàn khí cùng xông lên tiến công nhóm Hà Đen. Hậu quả, vụ hỗn chiến đã khiến một người chết, 7 người bị yêu mến.